Tập 38. Võ Việt, thằng khốn nạn! Tiểu Mãn, báo cảnh sát đi. Đi tìm Đinh Lực và Sam Hồ trước đã. Có phải ông lại uống mưu bày trò gì hay không? Bà đừng có bà đổ quan cho tôi được không? Cả ngày ở trong tầm mắt của bà, tôi bày trò được gì chứ? Vậy chứ tại sao trong Tiểu Mãn buồn thiêu như vậy hả? Làm cho Tiểu Mãn ngủ trụ được chắc chỉ có một mình Võ Việt thôi. Chuyện của bọn trẻ mình đừng có can dự vào, có được không bà? Được. Thiên Thiên. Thiên Thiên à? Thiên Thiên. Thiên Thiên. Thiên Thiên à? Surprise. Tiêu Toàn, sao lại về đây? Muốn gây bất ngờ cho cậu đấy. Sao nào, cậu hoan nghênh tôi hay sao? Hoan nghênh, dĩ nhiên là hoan nghênh anh rồi. Hôm nay thật là vui. Cả anh Thiên Thu và anh Tiêu Toàn
đến chơi với em nữa. Thiên Thiên à, muộn rồi, đi ngủ thôi em. Em không muốn ngủ đâu, em chưa buồn ngủ. Đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Không chịu nghe lời của anh nữa đúng không? Có buồn ngủ không? Ngoan ngủ đi nha. Ngủ đi. Thiên Thiên ngoan. Tôi thật sự không ngờ họ lại làm ra những chuyện như thế này. Trước đây tôi cũng tưởng tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc rồi chứ. Cậu có biết là ai làm hay không? Chắc chắn là có liên quan đến tay Đinh Lực kia. Nhưng mà tôi nghi ngờ Dạm Thiên Thu cũng có liên quan đến. Hình như Thiên Thiên khá thân thiết với anh ta thì phải. Sợ là đã từng gặp riêng rất nhiều lần rồi. Sao mà cậu không hay biết gì về chuyện này thế? Quả thực là tôi đã sơ suất. Tôi không hiểu được tại sao họ lại làm như vậy. Rốt cuộc là có lợi ích gì? Lúc trước tôi từng cho anh ta xem thẻ iPass. Ý của cậu nói họ muốn trả thù cậu, nhổ cỏ tận gốc hay sao? Ai mà biết được. Tóm lại, hiện giờ tôi không có bất cứ bằng chứng gì hết chứng minh được điều này. Anh ta cũng không làm gì Thiên Thiên. Có lẽ thật sự chỉ là sự tình cờ thôi. Cậu nghe tôi nói, việc khẩn cấp trước mắt là chuyển nhà đi. Chuyển nhà hả? Phải rồi, giống Tô Tiểu Mãn chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Đến lúc cảnh sát đến lại khốn khổ một phen. Nhỡ đâu Dạm Thiên Thu giở trò càng tạo rõ bán thật, chắc hẳn đã tạo sẵn chứng cứ giả rồi. Cậu chưa tìm được bằng chứng rửa sạch tội cho mình thì đã vào trại rồi. Cô ấy sẽ báo cảnh sát thật hay sao? Dĩ nhiên là phải báo chứ. Chuyện tay định như vậy rồi, cô ấy không thể báo cảnh sát hay sao? Nè, cô phải nghĩ cho Thiên Thiên một chút đi. Đánh mất đồ rồi, cậu đến tìm tôi làm gì chứ? Bảo tôi ký hợp đồng mua đống phế liệu đó hay sao? Tổng giám đốc Đinh, chúng ta đều là dân kinh doanh, anh không cần phải nói với tôi điều này. Chúng tôi chỉ muốn hỏi, có phải là do anh làm hay không? Tôi làm đó. Có ích lợi gì cho tôi đây? Tôi bỏ mối hợp tác ngon lành không làm, lại đâm hoàng bụi rậm. Vậy thì anh giải thích thế nào về email của Võ Việt đi? Phải rồi, tôi chỉ muốn đầu tư cho Võ Việt. Tôi không muốn cậu ta kéo theo cả đám cùng chơi nhà chòi. Chơi nhà chòi là thế nào? Anh có biết chúng tôi đã đổ bao nhiêu tâm huyết cho cái app này hay không? Còn bảo là không phải chơi nhà chòi nữa hả? Kinh doanh là kinh doanh. Chủ tịch Lâm, sau lúc giả làm tài xế của Võ Việt, cậu không bày ra cái vẻ bề trên đi? Phải chăng là Lương Hồng Đạt không dạy cho cậu điều này hay sao? Ăn cắp thành quả của người khác là ba anh dạy cho anh chứ gì? Tôi mới là nạn nhân. Tôi còn muốn kiện các cậu gian lận thương mại nữa kìa. Dám đánh tính sổ với tôi hay sao? Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Đừng đánh nữa. Tiểu Mãn à, chúng ta báo cảnh sát đi. Tôi biết điều cô lo lắng, nhưng mà hiện tại mọi chứng cứ đều hướng về Võ Việt. Chúng ta cũng không thể đi sâu điều tra hơn nữa. Huống chi chúng ta cũng phải có lời giải thích cho mọi người chứ.
Em thật sự không biết. Tối qua anh Việt bảo em về trước để nghỉ ngơi. Chuyện mật mã thì sao chứ? Em chỉ buộc miệng nhắc đến mật mã thôi. Làm sao mẹ biết được anh Giang lại tiện tay đổi chứ? Võ Việt có dặn dò em chuyện gì nữa không? Hay là có gì khác thường không? Nếu mà nói thì tối qua anh Việt có vẻ hơi vội một chút. Sau đó thì bảo em về sớm nghỉ ngơi đi. Để đề phòng bất trắc, anh chị cần kiểm tra lại máy tính của em. Anh chị có ý gì chứ? Em đừng có nghĩ gì hết. Anh chị chỉ kiểm tra xem có virus hay gì đó hay không thôi. Vậy tùy anh chị vậy. Dù gì em cũng muốn nghỉ việc rồi. Sam Hồ à, anh chị không có ý đó đâu. Anh chị có ý gì không liên quan tới tôi. Mất cả công ty rồi, cứ kệ em ấy đi. Tiểu Mãn à, bây giờ đưa cô về nhà hay là... Sao mà tôi không nghĩ ra gọi điện cho sếp Nhậm nhỉ? Sếp Nhậm à, tôi Tiểu Mãn đi. Tôi muốn hỏi anh có phải tối qua anh mang cho Võ Việt một chiếc cúp hay không? Đúng rồi, tối hôm qua. Sếp à, vừa mới chuyển tới. Vậy tức là Võ Việt không gạt chúng ta. Nhưng mà Sam Hồ nói tối qua Võ Việt đuổi cô ấy về. Hơn nữa lúc Võ Việt đến công ty thái độ rất kỳ quặc. Mọi người có tin lời Sam Hồ nói hay không? Vậy thì bây giờ chỉ biết đợi tin của cảnh sát thôi. Tôi đi tìm Võ Việt. Đến nhà rồi Thiên Thiên. Anh Tiêu Toàn đi ra đây đi. Làm gì vậy? Hôm nay em muốn ngủ ở đây. Mỗi phòng này đều có điều hòa mà. Sao em biết mỗi phòng này có điều hòa chứ? Có phải là mấy hôm nay cứ rảnh là Thiên Thiên lén chạy đến nhà anh chơi hay không? Vì vẫn giống hệt một năm trước mà. Em có chắc không? Nghĩ kỹ lại coi. Không thay đổi đâu. Tại sao vậy? Bởi vì anh Tiêu Toàn làm gì có bạn gái. Chẳng có ai dọn dẹp nhà hết. Anh không có bạn gái hồi nào. Em nói lại coi. Có bạn gái không? Có bạn gái hay không? Có bạn gái hay không? Có bạn gái không? Nói mau. Không có. Vẫn không có hay sao? Có không? Có không? Võ Việt. Võ Việt à, anh có nhà không Võ Việt? Tìm ai đấy? Cháu chào bà. Cháu tìm Võ Việt. Anh ấy có nhà không bà? Cô hỏi tôi hay sao? Tôi phải hỏi cô đây này. Tối hôm qua cãi nhau ầm ĩ cả buổi. Sáng hôm nay, sáng sớm ra tôi đã sang tìm cậu ấy rồi. Người, đồ đạc biến mất cả. Điện thoại cũng không gọi được. Em trai của anh ấy thì sao chứ? Làm sao mà tôi biết được chuyện đó? Đám thanh niên thời nay không thể nào tin được mà.
Tiểu Mãn à, tôi biết có những lời từ miệng tôi nói ra chướng tai thế này, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Chuyện này có dính líu đến Võ Việt chắc rồi. Cô cứ ngẫm cho kỹ đi, tôi đưa cô về trước. Yên tâm đi, tôi sẽ trấn an Thiên Thiên. Chẳng may cảnh sát tìm đến đây, anh cứ nói là tôi bỏ trốn một mình. Nhảm nhí quá. Cậu nói nhảm nhí gì vậy? Tôi không muốn liên lụy tới anh đâu, bởi vì tôi đã nợ anh quá nhiều rồi. Cậu mà còn nói như vậy là coi tôi như người dân rồi đấy. Giả lại tôi có bao che cậu đâu, giống dĩ cậu là vô tội mà. Tôi làm như vậy là đứng về phía công lý đó chứ. Cảm ơn anh. Thôi đừng có lo nữa, hãy bắt tay vào hành động đi. Lần này cậu không chiến đấu đơn độc nữa đâu. Cậu đừng có quên, tôi còn biết sương sương kỹ thuật hát đấy, không kém cạnh tôi Tiểu Mãn nhà cậu đâu. Tóm lại vẫn bắt đầu từ chỗ Đinh Lực. Vâng, chúng tôi hiểu, nhưng mà dân, dù sao chăng nữa cũng cảm ơn các anh. Thế nào rồi? Thì vẫn như lần trước thôi. Cảnh sát cũng bảo không đủ bằng chứng, thủ phạm không để lại bất kỳ dấu chân tay nào hết. Đáng ghét thật chứ. Còn về Võ Việt, cảnh sát cũng đang tích cực tìm kiếm bằng chứng. Tuy email của Đinh Lực nhiều ý tứ bóng gió, nhưng mà thực tế không vi phạm pháp luật. Đinh Lực cũng giải thích rằng đây chỉ là việc hợp tác kỹ thuật thông thường, không liên quan trực tiếp đến vụ việc này. Còn những lời khai khác càng là lý lẽ của một phía. Đã liên lạc được với Võ Việt chưa? Vậy là chẳng có gì thay đổi hết, cứ để mặc cho thủ phạm ung dung ngoài dòng pháp luật hay sao chứ? Chuyện văn phòng hạnh phúc nhỏ bị đập phá thế nào rồi? Chúng tôi đã mời nghi phạm là Đinh Lực đến hỏi, hiện đang tiến hành điều tra. Võ Việt thì sao? Vẫn chưa liên lạc được với Võ Việt, nhưng mà cho đến hiện giờ vẫn chưa có bằng chứng khác chứng tỏ Võ Việt có tham dự vào. Các cậu hãy tiếp tục điều tra, vụ án này phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều đó. Rõ. Alo, Lâm Thiếu. Sao hả? Anh đợi để tôi xem đã. Đưa tôi di động của Trương Giang đi. Hạnh phúc nhỏ. Không kiện được họ hay sao? Tôi có thể gửi thư ủy quyền, nhưng mà vô ích thôi. Hiện tại công ty game Tinh Hãn không hề tiếp xúc với các cậu, và cũng không có trong phạm vi các nghi phạm.
Nếu như chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thì sao? Từ giao diện, lập trình, mô đun đều giống y hệt. Trùng hợp ngẫu nhiên thế nào được chứ? Nhưng mà người ta cũng có thể gửi thư ủy quyền cho luật sư cho cậu. Nói hạnh phúc nhỏ của cậu là đồ ăn cắp. Chúng tôi có thể cung cấp ảnh chụp màn hình từ app của chúng tôi, bao gồm các hoạt động khi tham gia cuộc thi. Những thứ này không phải có thể chứng minh thời gian của chúng tôi sớm hơn bọn họ hay sao? Không thể chứng minh. Từ đầu đến cuối các cậu đều trong quá trình thử nghiệm nội bộ và quy mô nhỏ thôi. Người ta đã có mặt trên thị trường rồi. Mới một ngày để đứng hạng nhất trên danh sách bán chạy nhất. Mà quan trọng hơn nữa là bây giờ các cậu còn không đưa ra được mã nguồn nữa mà. Phần mềm thú vị nhất năm, cổ vũ cuồng nhiệt cho nó nào. Chuyện hay phải chia sẻ chứ. Thậm chí còn tự trang bị chức năng làm đẹp nữa nè. Hiếm khi có một app thiết kế không lố lăng, cảm động giả mang. Tôi và nam thần của mình ghép đôi thành công rồi. Chính xác quá đi chứ. Ủng hộ. Toàn ký túc xá bọn tôi đều tải về rồi. Từ chối xã giao vô nghĩa. Tôi thấy hạnh phúc nhỏ làm được rồi. Các bạn khu vực này đang ở đâu thế? Sử dụng cái này đi bà con ơi. Đoạn cấp chết tiệt này. Sao chép hạnh phúc nhỏ? Đồ làm ăn bất lương, đánh phá cướp bóc mà. Game Tinh Hạng. Đúng, là một công ty lâu đời, đã thành lập 10 năm rồi. Trước đây đúng là từng phát hành vài trò chơi, nhưng mà đánh giá doanh số đều rất tầm thường. Bây giờ đột nhiên tiến vào lĩnh vực mạng xã hội, có hơi kỳ lạ một chút. Tôi đã tra quyền sở hữu cổ phần của họ trên trang mạng Bộ Công Thương. Trong đó hoàn toàn không có bóng dáng của cổ đông khác như Đinh Lực và công ty đầu tư Thiên Vân. Xem ra Đinh Lực chỉ là một con rối của Nhậm Thiên Thu, với lại là một món đồ chỉ dùng một lần. Hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định liên quan đến Nhậm Thiên Thu. Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa, thật sự Đinh Lực đã thành công loại bỏ được mình ra khỏi vụ này. Như vậy cảnh sát cũng không thể làm gì với hắn ta nữa. Tôi quay lại kiểm tra thử tất cả tin tức về Game Tinh Hạng và mấy cổ đông chủ chốt từ ban đầu thành lập công ty cho đến hiện tại. Nhưng mà thật sự không phát hiện bất kỳ chỗ nào vi phạm hết. Nếu như bị đào lên đơn giản như vậy, thế thì không phải Nhậm Thiên Thu rồi. Xem ra phải bắt tay từ nơi khác. Đúng là không dễ gì xử lý hết. Có điều hiện giờ với cậu mà nói, thật sự không thể tiếp tục kéo dài như vậy nữa. Cậu phải nhanh chóng tìm ra đường đột phá thôi. Tôi phải ra ngoài một chuyến. Chắc cậu không định đi tự thú đó chứ? Nói đùa gì vậy? Chỉ là đi gặp một người quen, có thể nói là chuyên gia. Thật không? Cậu phải biết hiện giờ cậu vẫn chưa thể để lộ hành tung của mình. Hay là cậu có chuyện gì tôi đi thay cho? Đừng nói quá lên như vậy được không? Có điều người này thật sự tôi chỉ có thể đích thân đi gặp thôi. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giấu kỹ mình mà. Được thôi, cậu muốn đi thì cứ đi. Tôi tiếp tục đào bới Game Tinh Hạng này. Có tin tức liên hệ lúc nào cũng được. Chú ý an toàn đó.
Còn buồn bực hay sao? Có cần giúp gì hay không? Có phải con muốn tiến hành xác định lại thuật toán nhận dạng hình ảnh ban đầu đó hay không? Giống dĩ cô cho rằng viết lại thì được, nhưng mà cái viết lại chung quy không giống với ban đầu. Ít nhất thì tâm đã khác. Cậu nói rất đúng. Có lẽ đây chính là duyên phận. Thứ mà con rất vất vả, mất rất nhiều công sức mà viết ra, mất đi như vậy đó. Rất buồn phiền, rất chán nản, rất tức giận, lại không thể không viết lại từ đầu. Bà cũng từng có trải nghiệm như vậy, mà con không chỉ một lần nữa. Nhưng mà khi con viết lại từ đầu, con sẽ phát hiện ra luồng suy nghĩ của con đặc biệt rõ ràng hơn. Con biết cái gì có ích, còn cái gì là rườm ra và phức tạp. Tiểu Mãn à, có lẽ cái app này chính là phải dùng một phương thức khác, phải suy diễn lại một lần nữa từ đầu đó. Con gái của bà chính là con gián tô, bất khả chiến bại mà. Bà xuống dưới nhà đi. Một mình uống say thì chán lắm. Thầy uống cùng với em. Tùy ý thầy thôi. Mấy hôm nay ngày nào Tô Tiểu Mãn cũng đến tìm em hết, ngày mai cũng sẽ đến đó. Cũng chỉ còn cô ấy vẫn chưa tuyệt vọng thôi. Còn có Lâm Thiếu Đình nữa. Phiền thầy nói với bọn họ rằng em không có đến đây. Em nói xem, một người già như thầy toàn xen vào chuyện của bọn trẻ các em thôi, tưởng không có khoảng cách thật hay sao? Cô khoan hẳn nói, hạnh phúc nhỏ mới ra này đúng là rất tốt đấy. Tôi lại ghép đôi được với Tiểu Lý bên lễ tân, thật hay giả vậy? Thật vô cùng luôn, nhà sáng lập này đúng là một thiên tài. Lát nữa tôi cũng về tải một cái. Nếu như là Lâm Thiếu Đình thì sẽ nhảy xuống dưới ngay bây giờ, cãi nhau một trận với bọn họ. Nhiều khi em thật ngưỡng mộ. Chuyện gì cũng có thể biểu hiện ra ngoài hết. Chuyện gì cũng có người san sẻ. Thật ra mọi người cũng muốn san sẻ cho em. Bây giờ bọn họ cuốn vào đó, chỉ càng làm càng rối thôi. Mũi dùi đều chỉ về phía em. Thế thì em chỉ có thể tự mình giải quyết. Cái thằng nhóc này đúng là giống hệt như thầy hồi còn trẻ vậy. Chỉ tiếc là lúc ấy thầy không gặp được lão Từ của thầy. Cho nên em nghĩ đi, em có nhiều may mắn hơn thầy đấy. Có người tự khen mình vậy sao? Chẳng lẽ không phải hay sao chứ? Được rồi, đã trò chuyện cả buổi, em cứ nói đi. Hôm nay muốn nhờ thầy giúp chuyện gì? Cảm giác lần nào cũng bị thầy nhìn thấu hết, đúng là quá tệ đi. Nếu không, sao thầy là lão Từ truyền kỳ được? Đây là công ty phát hành app mới kia. Em đã điều tra chủ sở hữu, giống cổ phần của họ. Nhưng mà em không biết người nào hết, cũng chưa từng tiếp xúc. Em có biết cổ phần ủy thác hay không?
em cũng có nghi ngờ. Cho dù là có nhà đầu tư thực tế cũng là không rõ ràng. Em không có con đường nào để điều tra ra hết. Cho nên em muốn nhờ thầy. Có rất nhiều chuyện đừng chỉ trong giới hạn trong những chỗ mà trước mắt của em nhìn thấy được. Đạo lý thỏ khôn đào ba hang, em có hiểu hay không? Có rất nhiều thứ ẩn khuất trong quá khứ, em tìm không ra không phải vì nó không tồn tại đâu, mà bởi vì em đã tìm sai chỗ rồi. Cảm ơn thầy Từ. Đừng nha, thầy đâu có giúp gì cho em đâu. Chuyện phạm pháp thầy không làm đâu nha. Tất nhiên rồi. Lần trước tôi để bạn đến tìm thầy giúp đỡ, vừa đến đã tỏ ra rất ân cần, chủ động cắt tỉa hết tất cả qua. Được. Hộp dụng cụ ở đâu? Anh nói em có phải khắc tinh của các anh hay không chứ? Em vừa gia nhập thì ứng dụng bị ăn cắp. Nữ thần à, đừng có nói bản thân em như vậy chứ. Anh mới là người ngu ngốc nhất đây. Em đố kỵ. Em làm chuyện xấu. Em hẹp hòi. Khó khăn lắm mới làm người tốt được một lần. Kết quả vẫn làm hỏng mất chuyện. Tại sao lúc tìm nhà đầu tư không cẩn thận hơn chứ? Chắc chắn tại em rồi. Anh thì nên thiết lập 18 tầng mật mã. Thứ quan trọng như vậy mà anh sơ suất quá. Trương Giang, anh nói xem, đây có phải là báo ứng của em hay không? Trước kia em đã làm nhiều chuyện sai trái như thế. Có phải là ông trời đang trừng phạt em? Nhưng mà trừng phạt thì trừng phạt em thôi chứ. Tại sao còn phải đưa mọi người vào chỗ không may như vậy? Tại sao như vậy chứ? Có thể là tại vì anh là kẻ xấu xa. Tiểu Mãn cũng là kẻ xấu xa. Cậu Lâm cũng là kẻ xấu xa. Võ Việt, là một kẻ rất 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 xấu xa. Rất xấu xa. Nếu không, sao bọn anh lại thê thảm như vậy chứ? Hạnh phúc nhỏ mất rồi. Mất rồi. Mất rồi.
Được rồi, dừng ở đây đi. Vẫn còn một nửa mà. Em mà tỉa xong hết thì chắc trời cũng sáng rồi. Nếu mà bởi vì chuyện này khiến cho em mấy hôm sau tinh thần không tốt, làm lỡ mất việc chính, em chả đổ thừa thầy còn gì. Em đâu có dám. Cái thằng nhóc như em đúng là suy nghĩ cứng nhắc. Rõ ràng có thể làm cho có thôi, là cứ quyết tâm làm đến tốt nhất. Tính cách này của em dễ đi vào chỗ bế tắc nhất đấy. Đã có thể làm đến tốt nhất, thế tại sao lại không làm chứ thầy? Được. Nếu mặt em tỉa đẹp hơn, tôi tiểu bản rất nhiều, thầy nhắc em thêm một câu nữa. Xin thầy cứ nói cho em nghe. Em nghe đây. Bực tức, vừa buồn lòng vừa hại sức khỏe. Thật ra em đang trốn tôi tiểu mãn đúng hay không? Phong cảnh đẹp biết mấy. Em biết không? Thầy sẽ rời khỏi nơi này sớm thôi. Cái gì? Thầy là một người rất ích kỷ. Nếu như một thành phố không có thứ gì thu hút được thầy hết, thì thầy sẽ đi tìm mục tiêu tiếp theo. Nhưng mà tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện chung quy cũng sẽ có một ngày trở thành quá khứ mà thôi. Truyền kỳ cũng như vậy. Đương nhiên. Có điều, nếu như có người chịu thay thế chỗ của thầy, thầy lại mong muốn truyền kỳ này sẽ được tiếp tục. Đến rồi. Anh mở máy tính đi, tôi có thứ cho anh xem đây. Làm gì nữa vậy? Cốt lõi của hạnh phúc nhỏ là dựa trên phân tích định lượng cá nhân để đưa ra kiến nghị chính xác cho người dùng. Câu này chúng ta đã nói mấy nghìn lần rồi. Hạnh phúc nhỏ mất rồi, bây giờ nói mấy câu này có ích gì chứ? Anh phấn chấn lên một chút đi. Anh phải nghĩ, chúng ta vẫn luôn có một vấn đề chưa tối ưu hóa. Anh nghĩ đi, con người là biến số, tham số của nó sẽ không ngừng điều chỉnh theo thời gian đúng hay không?